Mình sẽ làm cái món gà tần nhé. Làm gà tần này để ăn với mì tôm với ngải cứu à, làm rất là đơn giản thôi. Các bạn ướp cho mình gà với một chút muối này, rất là đơn giản, nhưng mình ăn thì sẽ thấy các bạn sẽ thấy nó ăn rất là ngon, nó không kém gì gà tần ở ngoài phố cổ đâu ạ. Một chút tiêu cho gà nó thơm ấy và lên. Các bạn ướp cho mình ba cái gia vị này khoảng 20 phút, sau đó mình sẽ đi rán qua gà cho nó săn lại, sau đó mình sẽ mang đi mình cho vào mình hầm hoặc là hấp cách thủy khoảng tiếng rưỡi 2 tiếng. Các bạn ngâm táo đỏ với kỳ tử nhé, và nếu mà các bạn có sâm thì hầm thêm cả sâm ra bạn thì càng tốt nhé. Và ngải cứu thêm 2 quả trứng, vài quả trứng vịt lộn nhé, để ăn cùng càng bổ dưỡng nhé. Và cái này chúng ta nên ăn buổi sáng hoặc buổi trưa, đừng ăn buổi tối vì nó no quá, thì cái này nó nhiều chất đấy. Bóc gà cho nó ngấm, các bạn không rán qua gà cũng được, không áp gà qua cũng được, mà các bạn cho vào hầm luôn cũng được, còn áp qua thì gà nó sẽ săn hơn. Đây là mình dùng gà công nghiệp hầm nhé. Ướp gà như này, bóc qua như vậy cho nó ngấm. Ướp gà như này khoảng 20 phút cho mình thôi, đó mình đi dán qua cái da cho nó vàng này, nó săn lại. Để chuẩn bị ngâm một ít táo, ít chuẩn bị thêm ít đường phèn và ít kỳ tử thôi. Xong hết các thứ rồi, và bây giờ ngải cứu này, đường này, phèn này và kỳ tử và táo đỏ thì mình cũng chuẩn bị xong rồi. Mình chỉ cho 2 cái đấy vào thôi, với cả ngải cứu với đường phèn mới thêm một chút gia vị nếu khi mà nấu ấy. Bây giờ mình sẽ đi dán qua cái gà này. Nắng một ít dầu ở chảo nhé, chúng ta dán cho cái da nó săn lên đó. Không là dán nhiều quá nó sẽ bị mỡ. Các bạn cứ dán để cho cái da nó vàng lên cho chúng ta lật là được nhé. Giờ mình sẽ chuẩn bị các nguyên liệu vào để mình làm. Ngải cứu hầm thì chúng ta không cần phải trần nhé, chúng ta đặt luôn ở dưới cái bát này. Mình hầm cách thủy đấy, chúng ta rải một ít ở dưới như vậy. Táo đỏ, kỳ tử cho một ít ở dưới đấy. Đường phèn một ít ở dưới nhé. Phần ngải cứu còn lại tí nữa khi mà nấu được ấy, thì chúng ta chín ấy, chúng ta sẽ nhúng vào và chúng ta để lên trên ăn kèm. Còn cái phần này các bạn cứ hầm ở dưới. Chúng ta lật gà lên, nó chỉ cần săn miếng gà lại như này là được. Tiếp đến các bạn dùng cái nước dừa tươi để chúng ta luộc 2 quả trứng vịt lộn để chúng ta ăn kèm nhé. Cái món mì tôm gà tần này. Gà như này là được rồi nhé, nó chỉ cần săn lại cái trứng lại là được thôi. Bây giờ mình sẽ cho vào để mình hầm. Giờ hầm thì rất là đơn giản thôi, vì mình không muốn nó mất cái nước ngọt đi ấy, nên mình sẽ cho luôn. Các bạn có cái lon thì càng tốt nhé. Cái lon bia, cái loại bia nước ngoài ấy, nó to ấy, thì chúng ta cho vào. Không thì lon bia thường thì chúng ta hầm thành 2 cái lon. Đây là mình hầm một cái đùi to, cả trên cả dưới, cho nên nó hơi to. Đấy, mình hầm như này nó sẽ không bị mất nước ngọt. Táo đỏ, kỳ tử các bạn cho trên, có được ít nhân sâm Hàn Quốc nữa thì càng tốt. Không các bạn dùng cái gói gia vị để lại một ít để tí nữa mình cho đẹp, mình trần nó để nó xanh cho đẹp. Còn bây giờ như này là chúng ta gần như là xong rồi đấy. Cho thêm ít gia vị nó lên cho nó đậm đà, gia vị lên phía trên ấy cho nó đậm đà thêm. Cho thêm thìa hạt lên và một chút xíu muối nữa nhé. Để cho nó chảy xuống dưới cho nó đậm đà. Cho nốt cái phần đường phèn rồi cho nên không cần cho nữa, chỉ cần thế là nó đủ cái độ ngọt rồi.
cái nước chiên gà nhé, các bạn dưới đi, vừa chiên xong các bạn dưới lên trên nhé cho nó ngậy một chút nhé, nó thơm. Rồi bây giờ mình đi hấp cách thủy. Khi hầm xong nhé, sau đó chúng ta trần một gói mì tôm. Sau đó chúng ta đập quả trứng vịt lộn và cho miếng gà này vào cùng. Ăn cùng nó cực kỳ ngon luôn. Không cần phải đi ra quán vì mùa này là mùa dịch, dịch rất là nhiều nên chúng ta tự làm ở nhà vừa đơn giản vừa ngon. Đậy vung này và chúng ta đậy hầm khoảng tiếng rưỡi nhé. Tần được khoảng 1 tiếng rồi nhá, nó đã ngon rồi. Chúng ta cho lốt cái phần này vào, chúng ta đậy vung lại thêm một lúc nữa. Và bây giờ mình đi trần mì tôm nhé, rồi mình đập trứng vào. Mì tôm thì mình chỉ cần cho nước nóng vào chúng ta trần thôi, chúng ta không cần cho gia vị nhé, vì cái gia vị của gà hầm nó rất là ngon, là ngọt rồi. Bạn nào thích ăn bột ngọt thì cho thêm ít bột ngọt hoặc ít đường cũng bằng tùy thích ăn. Như mình thì mình không cho gì nữa vì cái nước hầm gà nó rất ngọt. Bây giờ mình cho cái phần gà hầm vào cái vào đây nữa, và cái nước hầm gà và ngải cứu vào nữa. Đây là mình đã có những nguyên liệu này: trứng vịt lộn này, gà hầm này, ngải cứu này, thuốc bắc này, rất là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào nhé. Gà rất là mọng nước, mềm, ngon. Chúng ta dưới ít nước sốt nữa vào. Bây giờ mình sẽ dưới ít nước hầm gà này vào nhé, để cho cái mì này chúng ta nó không khô. Đấy, chúng ta thích ăn nhiều, chúng ta dưới nhiều nhé. Làm được khoảng 2 đến 3 suất nhé, tùy theo các bạn ăn nhiều ý. Một cái đùi gà cả phần trên phần dưới. Rồi mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.